thực hiện cầm bút như thế nào để chúng ta được những cái đường vẽ thoải mái đẹp. Thì các con nhớ lưu ý nha, chúng ta cầm ở giữa cây bút chì, cầm bằng ba ngón tay, mà nhìn ha, ba ngón tay. Chúng ta đặt ngón tay cái, ngón giữa để đỡ phần bút chì, ngón trỏ để chúng ta cầm để cho nó chắc bút chì. Khi chúng ta thực hiện vẽ thì chúng ta cầm, bây giờ các con dở lên chúng ta cầm thử bằng ba ngón tay. Ba ngón tay, bạn Lâm. Rồi. Các con dở lên bút chì lên cho nghe nha. Khi chúng ta đặt bút chì, cầm bút chì như thế này thì đường vẽ của chúng ta rất là thoải mái, không bị chặn bởi cái sự mà chúng ta cầm viết, chúng ta quen cầm viết là chúng ta cầm co lại như thế này rồi. Thì khi chúng ta viết thì diện tích viết thì các chữ nó rất là nhỏ, nhỏ thôi, thì chúng ta cầm sát được. Nhưng khi chúng ta vẽ, muốn vẽ một cái hình to mà chúng ta cầm như vậy thì chúng ta sẽ bị hạn chế về hình. Trong cái một cái bố cục lớn thì sẽ hạn chế. Buộc lòng chúng ta lưu ý nhớ cầm bút như thế này. Rồi chúng ta thực hành cầm bút như thế này. Còn ba ngón tay mình cầm. Rồi. Rồi khi chúng ta vẽ ha, vẽ nếu chúng ta đặt bút như thế này mà tay chúng ta có hơi run hay là chúng ta sợ cái nét chưa chính xác, chúng ta có thể gì? Đỡ bằng ngón út. Và các bạn có thể đỡ nhẹ bằng ngón út, bằng một đầu ngón út. Rồi,